Người phía dưới là ai? Tại hạ Hàn Sinh. Có chuyện gì? Hàn Dương, Tần Dương đã chết, thiên hạ cần kiến thiết lại. Ở quan trung đất đai màu mỡ, địa thế hiểm yếu, nếu như ngài ở đó xưng bá thiên hạ. Ta không cần quan trung, nước Sở mới là quê hương của ta. Vậy thì thiên hạ thì sao? Không lẽ Hạng Dương muốn trở về nước Sở? Ta đi đâu không liên quan tới ngươi. À, Hàn Sinh nguyện giúp sức vì Hạng Dương, nhưng không thể về đất Sở. Nước Tần ở thời chiến quốc tại sao lại hùng cường như vậy? Chỉ có một nguyên nhân, chính là vì nước Tần lấy quan trung làm căn cứ địa. Cho dù các nước chư hầu liên quân với nhau đánh lại nước Tần, cũng không thể đánh vào quan trung địa thế này. Ngược lại, nước Tần lại có thể tùy ý chiếm đất. Từ quan trung phải phái binh đi chinh phạt, dù phải phái ra bao nhiêu đại quân, dùng quan trung phì nhiêu màu mỡ đều có thể đảm bảo cung ứng đủ lương thực. Cho nên Tần Thủy Hoàng có được thiên hạ chính là vì có quan trung địa thế trọng yếu. Đại Dương nên theo gương Tần Dương ở quan trung nắm lấy thiên hạ. Ta không thích nơi đó, ta rất ghét quan trung. Vậy thì Đại Dương muốn định đô ở đâu? Bành Thành. Ta muốn làm hoàng đế ở Tây Sở. Lẽ nào làm quan trung dương thì không thể làm chủ các nước chư hầu sao? Đại Dương muốn đem hòn ngọc trên tay mình dứt bỏ. Nhưng cái gọi là nước Sở chẳng qua chỉ là một phần của thiên hạ thôi mà. Con người của ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Được, ta so sánh cho ngươi xem. Ta có được thiên hạ, có được tất cả kim ngân châu báu, nhưng không thể trở về quê hương. Cũng giống như mặc áo gấm đi đêm vậy. Ngươi hiểu không? Thật không ngờ Hàn Vũ gian danh thiên hạ lại là một kẻ nực cười ấu trĩ như vậy. Ngươi nói cái gì? Tôi vốn dĩ muốn dốc sức mình vì quân Dương mới, không ngờ quân Dương mới này còn không bằng quân Dương cũ. Người đời đều nói người Sở giống như con khỉ. Nói quả thật không sai, rõ ràng chỉ là một con khỉ đội máu thôi. Ngươi có biết hậu quả của việc làm nhục người Sở không? Tôi biết chứ, tôi cũng không định sống tiếp đâu. Nhưng ngươi vẫn chưa biết mình sẽ chết như thế nào. Ngươi đâu? Tướng quân, lôi ra ngoài, luộc lên. Dạ. Xin nghe theo ngài. Thật đúng là đáng thương. Ở khu Tây Bắc này, men theo biên giới, có mấy mảnh đất, phân chia thế nào? Các vị đây có cao kiến gì không? Nghe nói ở đó lạnh dữ lắm mà. Phải đúng. Nơi đó ai muốn lấy chứ không? Ta thấy chỗ này khá tốt. Nè, ngươi xem chỗ này đi. Tuy là hơi nhỏ, nhưng mà địa thế nơi đó quả thật không đúng tồi rồi đó. Nghe nói mùa đông lạnh tới chết rồi. Phải đó. Đúng vậy. Lạnh lắm. Hoài Dương xử lý ra sao đi? Vậy ngài có cách gì không? Á Phụ, hắn dù sao cũng là huyết mạch của Sở Dương trước đây mà. Ban đầu là người đề nghị lấy một người chăn cừu trên núi mang hắn xuống đây, cho hắn cái gọi là danh xưng Sở Dương. Nhưng nếu như đây chẳng qua là một mưu lược của người, là một kế hoạch cho một người bình thường đội mão của hoàng thượng. Á Phụ, người làm mưu sĩ, là một nhà thông thái, rất khó đảm bảo người sẽ không làm ra những chuyện như thế này. Một người đội mão lên thì xưng hắn làm Dương. Trước khi lật đổ nước Tần, vì muốn tập trung thần dân nước Sở cũ, lấy danh nghĩa ủng hộ Dương Tôn lên làm vua, lúc đó quả là cần thiết. Nhưng hiện giờ nước Tần đã diệt vong rồi, chúng ta cần phải bảo vệ cái tên bù nhìn đó nữa sao? Bất luận là thế nào, hiện giờ ngài vẫn chưa thể đụng vào hắn được. Được, ta hiểu rồi. Nhưng ta không cho hắn được nở mày nở mặt đâu. Như vậy đi, tôn hắn làm nghĩa đế. Nghĩa đế? Đế là thiên hạ có một không hai, còn nghĩa đế thì
Ngài nói phải thì là phải, ngài nói không phải thì hắn không phải. Được, nghĩa đế vậy. Mấy ngày nay ngài có cảm thấy phiền não không? Lưu Bang xử lý thế nào? Lưu Bang? Lưu Bang à, về vấn đề này ta vẫn chưa suy nghĩ kỹ lưỡng. Người có kiến nghị gì không? Ta thấy như vậy đi. Ta thấy chi bằng lấy ba thuộc Hán Trung dùng đất tiếp giáp bị phong tỏa đó, phong cho hắn, phong hắn làm vương ở chỗ đó. Nơi đó là nơi nào? Đó chính là ở vùng Quan Du, một nơi vô cùng quan sơ ở phía dưới chân núi Tây Nam đó. Vậy từ Quan Trung tới đó phải đi qua con đường nào? Cơ bản là không có đường nào. Không có đường nào? Ngài nghĩ xem, ba thuộc, nhìn vào cái chữ ba này, cách viết của nó nhìn giống con trùng đất như vậy đó. Người Trung Nguyên ngày xưa hay dùng chữ này đặt tên cho những vùng như vậy. Ở trong chữ thục cũng có bộ trùng, nghĩa là nơi mà con người sống như những loài sâu bọ vậy. Nơi mà con người phải sống như loài sâu bọ, vậy chẳng phải càng tốt sao? Nghe nói Hán Trung là vùng quê vắng vẻ nghèo nàn, quan du hẻo lắm. Đúng vậy. Ba và thục tuy rằng không có quá nhiều điểm khác biệt, hơn nữa trên đường đi cũng đầy chông gai nguy hiểm. Lưu Bang muốn dẫn đại quân đi qua đó, chưa đi được xa đa số đều phải đào tẩu. Ây chà, đi được nửa đường người ngựa đều thi nhau tháo chạy, chỉ còn lại Lưu Bang cô độc một mình. Ôi trời, nghĩ tới cũng cảm thấy hắn vô cùng vô cùng đáng thương rồi. Người Tần dựng lên nơi đó ban đầu là để lưu đày phạm nhân. Phạm nhân cho dù có hung ác tới đâu, một khi nghe thấy bị đày tới chỗ Hán Trung ba thuộc đó, bọn chúng đã cảm thấy khiếp sợ rồi. Nói như vậy, nếu hắn đi tới đó thì sẽ không trở về nữa. Chết chắc. Bị một nơi giống như cái lồng kẹp chặt không thể trốn thoát thì chẳng khác nào bị đưa đi chém đầu chết chắc luôn. Ngài nói phải không? Điều mà ta lo lắng chính là cứ địa Quan Trung này thì làm thế nào? Đây vốn là vùng đất quý đó. Ta chán ghét cái nơi đó lắm. Cứ địa nước Tần, ngươi nghĩ nên làm thế nào? Ta thấy hay là như vậy đi. Chia Quan Trung ra làm ba phần, chia cho Chương Hàm và cấp dưới của ông ta Tư Mã Hân và Động Ế, rồi phong vương cho bọn họ. Chương Hàm thì phong làm Ung Vương, Động Ế Địch Vương. Người Tần trị người Tần rất tốt. Được, cứ làm vậy đi. Đem Hoài Dương đổi thành nghĩa đế, như vậy mà Hàng Vũ cũng nghĩ ra được. Hắn rõ ràng không xem Hoài Dương ra gì, Hoài Dương chỉ là con rối của hắn. Mà điều khiến hắn lo lắng nhất chính là thanh kiếm gỗ quy ước của Hoài Dương đang treo lơ lửng trên đầu hắn, sẽ rơi xuống mọi lúc. Phong 18 chư hầu khắp nơi, người nào cũng đều thành vương. Ung Vương Chương Hàm, Đắc Vương Tư Mã Hưng, Địch Vương Đổng Ế, Cửu Gia Vương Anh Bố, Trường Sơn Vương Trương Nhĩ. Còn hắn ta thì sao? Đã không muốn làm hoàng đế, lại càng không muốn làm một vị vương bình thường luôn. Vậy là nghĩ đi nghĩ lại, lại tự phong cho mình cái gọi là danh xưng Tây Sở Bá Vương. Vừa không phải vương, vừa không phải hoàng đế. Trông có chút giống Minh Chủ hả? Thắng nhưng không cầu lợi ích, ấu trĩ. Chỉ muốn ngồi yên trên ngôi vị, e rằng không dễ đâu. Anh à, vậy còn phong thưởng cho chú con mình sao vẫn chưa thấy ban xuống? Hàng Vũ và lão Phạm Tăng đó rốt cuộc đang chơi trò gì đây? Đại nhân, hai vị đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? Trong doanh tướng xảy ra cãi nhau, ngày mau tới coi đi. Cái tên Hàng Vũ đúng này, đó khiếp, không thể đi. Quá đáng mà. Không thể đi. Đúng vậy. Ta nói rồi, không thể đi. Đúng rồi, không thể đi. Không thể đi mà. Không thể đi được. Đúng rồi, không thể đi. Chúng ta tới đó, chúng ta sẽ ăn đúng vậy rồi, không thể đi đâu. Ta nói rồi, không thể đi mà. Người đó không thể đi được đâu. Chú Công, ngài nói gì đi. Chú Công, ngài nói đi. Đại ca, ngài nói gì đi chứ. Ngài nói gì đi. Đã tới nước này rồi, đại ca hãy nói câu gì đi. Ngài nói câu gì đi chứ. Không thể đi được, ngài lên tiếng đi chứ. Ngài không nói hả? Đi tìm Hàng Vũ đi. Đi tìm Hàng Vũ đi. Đi tìm Hàng Vũ. Còn vào cái gì?
Chuyện này chỉ có chúa công quyết định được. Các người cãi nhau cả ngày cũng không ích gì đâu. Tiêu đại nhân, các huynh đệ đều không muốn tới đất Thục, ông nói để làm thế nào đây? Chư vị, lúc nãy ta nghe nói các vị, đó là nơi mà tới gà cũng không có để trứng. Hả? Lời đồn bậy bạ, ăn nói lung tung. Sau khi rời khỏi thành Hàm Dương, ta đã đem sách vở ghi chép về thời Đường, tất cả mang hết về quân doanh, xem xét và nghiên cứu rất tỉ mỉ. Thiên hạ phản tần, chiến tranh liên miên, ba tỉnh ly tán, đất đai hoang vu, duy chỉ có ba Thục vẫn thái bình như xưa. Trước giờ chưa từng bị chiến tranh tàn phá tới. Ba Thục là nơi đất đai màu mỡ, có thủy lợi hùng vĩ, bất bình phong tự nhiên, là nơi chúng ta tu dưỡng sinh khí, cứ địa tốt để nuôi ngựa chăm quân. Ba Thục là cơ hội trời cho đó. Nếu cứ như ông nói thì Hạng Vũ còn cho chúng ta một lợi thế lớn, đúng không? Đúng vậy. Các vị tướng quân, Hạng Vũ cho rằng Ba Thục đó là nơi không có gì cả. Trên thực tế, hắn đã cho chúng ta một nơi đất màu mỡ. Chúa công, tại hạ cho rằng không những phải chấp nhận phong thưởng của hắn ta, mà còn phải thuận thế để buộc hắn đưa Hán Trung cho chúng ta. Huynh nói muốn Hán Trung là hắn sẽ cho huynh sao? Chúa công, tại hạ sẽ có cách của mình. Được, vậy chúng ta sẽ vào Thục. Tử Phong huynh, huynh đệ chúng ta là tình nghĩa chi giao, giàu sinh ra tử, không cần phải khách sáo như vậy đâu ha. Đây là chút lòng mà bái công chúng tôi đối với Hạng Bá huynh. Nếu nói như vậy, con người của bái công đúng là có ân phải báo rồi. Đúng vậy, nghĩ lại lúc ở Hồng Môn Yến đó, huynh có ơn cứu mạng ngày ấy, bái công tới nay vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn. Lần phong dương này, tên Điệt Nhi nhà ta đúng là có hơi quá đáng. Nó lại dám đuổi bái công tới ở nơi đất Thục xa xôi. Có điều lần này Hạng Dương nhà ta đã triệu cáo với chư dương, bây giờ khắp nơi trong thiên hạ người người đều biết. Cho dù là Hạng Bá nói thêm vài lời với hắn, ê là cũng đã không còn tác dụng gì nữa. Hạng Bá huynh, ta đang có một kế sách hay, vừa có thể giữ được thể diện cho Hạng Dương, vừa có thể làm cho bái công yên tâm. Điều quan trọng hơn là có thể làm cho Hạng Dương không làm trái giao ước với Hoài Dương. Tử Phong, có diệu kế gì mau nói ra đi. Ta muốn mời Hạng Bá huynh quay trở về, nói với Hạng Dương nhà huynh hãy thưởng thêm một vùng đất cho bái công. Phong thêm đất ở đâu? Hán Trung. Hán Trung à? Hạng Bá huynh, Hán Trung cũng là vùng thuộc Quan Trung, hai bên cũng sẽ dễ nói chuyện. Không biết ý của Hạng Bá huynh đây như thế nào? Tử Phong huynh, xin hãy yên tâm, chuyện này Hạng Bá nhất định dốc hết sức mình. Vì xin đa tạ rồi. Quyết định như vậy Á Phụ thấy có hợp lý không? Phong Dương ở Hán Trung không phản bác gì. Tại sao đã nói qua với ngài rồi, Hán Trung và Ba Thục đều giống nhau, khó khăn và trở ngại ở đó khó có thể dùng lời mà tả được. Một người sắp chết đói tới nơi, cho hắn ta thêm một hạt gạo cũng chỉ chết đói thôi. Lưu Bang con người này dám giận không dám nói, vô kế khả thi. Nhưng ngài cũng biết, ngài phân cho hắn làm dương hữu danh vô thực, vừa không lo nuôi hổ trong nhà, vừa phong thưởng, đúng là thuận tiện. Được. Đại Dương, Hạng Bá xin được cáo lui đi làm chuyện khác. Điều mà ta đang lo lắng lại là chuyện khác. Điều mà Á Phụ lo lắng là chuyện giảm sát quân lực, đúng không?
Các chiến sĩ đi đánh trận đã lâu thế như vậy rồi, cũng nên cho họ về nhà thôi. Nếu làm như vậy thì binh lực của chúng ta không thể chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Đúng như những gì Á Phụ nói, có một số chuyện phải làm cho người khác thấy, để chặn những lời nịnh nọt ngoan ngoãn của chúng. Tới nay việc Tần đã xong, chư hầu vì sự thể hiện phục tùng đối với ta cũng đã chủ động cắt giảm quân lực. Ta cũng nên làm người mẫu mực, không phải sao? Giảm quân lực của chư hầu chỉ là bề nổi, trong tâm bọn họ chỉ là mưu mô thôi. Á Phụ à, có phải là người lớn tuổi rồi nên gan cũng nhỏ đi không? Yên tâm, không một ai có thể đánh bại được chúng ta, được không? Tin ta đi. Đành phải vậy thôi, chỉ mong là vậy. Cái tánh hờn dỗi của người lại tái phát rồi. Rất thú vị. Kỵ binh hiệu quý Lữ Mã Đồng tham kiến đại vương. Mời đứng dậy, dũng sĩ, mời đứng dậy. À, đại vương. Tướng quân là người ở Cửa Lộc chém hàng trăm đầu giặc dũng sĩ Lữ Mã Đồng. Là tại hạ. Chuyện của huynh Chung Liên Mùi cũng đã kể cho ta nghe. Khẩn cầu đại vương cho tôi ở lại. Huynh nhiều lần lập công, cũng phải nên y mão hồi hương. Đây không phải là chuyện mọi người mong muốn sao? Đại vương. Nè, như vậy đi, ta thưởng cho huynh 100 lạng bạc. Thưởng bạc tôi không cần, khẩn cầu đại vương cho tôi ở lại. Tại sao chứ? Trong nhà sớm đã không còn ai, huống hồ là tôi chỉ biết đánh trận, ngoài ra chẳng biết làm gì. Lữ Mã Đồng, chiến tranh đã kết thúc rồi, về nhà đi. Trung quốc, Lữ Mã Đồng tham kiến đại nhân. Đây là ai? Vị này là kỵ binh hiệu quý của quân doanh Hạng Vũ, tới đầu vào quân ta. Ra ngoài đi. Dạ. Nè, đứng dậy. Nghe nói Hạng Dương muốn tới Bà Thục, tại hạ nguyện một lòng đi theo, từ nay dốc sức vì Hạng Dương. Hạng Dương bây giờ đang phải cắt giảm binh mã, ta nghe nói hậu đãi rất tốt. Ngươi không chịu ý sự phong thưởng sao? Không, đại nhân ngài hiểu lầm rồi. Tôi chỉ biết đánh trận, còn những chuyện khác tôi chẳng biết gì hết. Chỉ có trong quân doanh tôi mới có thể tiếp tục sống. Khẩn cầu đại nhân thu nhận. Lưu Mã Đồng, Hạng Dương bây giờ là Tây Sở Bá Dương, còn nơi Hán Dương chúng tôi tới là vùng đất đai khô cằn. Lần đi này chắc sẽ rất nguy hiểm, ta cũng không xa xỉ được giống như Hạng Dương, không thể cho ngươi được cái gì. E rằng trên đường đi cả bữa cơm no cũng không có. Tới lúc đó ngươi đừng có hối hận. Đại nhân, Lữ Mã Đồng nếu đã lựa chọn đi theo Hán Dương, vậy thì sống chết sẽ theo mệnh trời vậy. Lữ Mã Đồng, người đối với Hạng Dương... Đại nhân ngài đừng hiểu lầm. Hạng Dương là một thống soái tốt, có điều ngài ấy cao cao tại thượng, trừ khi ở trước chiến trận hai quân, còn cuộc sống hàng ngày khó mà gần gũi được ngài ấy. Tốt. Tuy rằng tướng quân đã đổi chủ, nhưng mà vẫn có ý nghĩ tốt về chủ cũ. Sau này ngươi sẽ ở dưới trướng Hán Dương mà tận lực. Ngày trước ngươi là hiệu quý kỵ binh, sau này sẽ nghe theo lệnh của quán anh, vẫn tiếp tục làm tướng quân kỵ binh đi. Tạ ơn tiêu đại nhân.